tốt đẹp ở chặng cuối. Theo chú giải, khi thực sự thực hành và thực hành hiệu quả, hành giả sẽ thành đạt hai loại hạnh phúc. Hạnh phúc thiền định, Samatha Sukha, và hạnh phúc minh sát, Vipassana Sukha. Cuối cùng đưa tới hạnh phúc tịch tỉnh, Santi Sukha, là loại hạnh phúc trong sạch thanh cao. Phẩm chất khéo tuyên giảng của giáo pháp biểu hiện với ba đặc tính. Tốt đẹp ở chặng đầu là lúc nghe và hiểu phương pháp thực hành. Tốt đẹp ở chặng giữa là lúc thật sự thực hành. Và tốt đẹp ở chặng cuối là khi thực hành có kết quả. Hai đặc tính đầu đã được bàn qua. Bây giờ chúng ta nói đến đặc tính cuối, tốt đẹp ở chặng cuối. Cũng theo chú giải, cần phải thực hành đúng phương pháp theo như Đức Phật chỉ dạy, không phải theo ý riêng của cá nhân, mà phải thực hành cho đến mức độ nào đó thì hành giả mới kinh nghiệm được hai loại hạnh phúc đầu tiên, hạnh phúc thiền định và hạnh phúc minh sát. Giống như khi mới tập viết, cần phải viết trong hai đường kẻ để giữ cho chữ viết không bị lên xuống khó coi. Hay giống như khi cưa, muốn đạt đúng kích thước, phải cưa theo đường chuẩn đã vạch trước trên thanh gỗ. Cùng thế ấy, muốn đạt được hai loại hạnh phúc trên, cần phải thực hành tinh cần, đúng phương pháp như Đức Phật chỉ dạy. Và phải thực hành với phương cách như vậy cho đến khi tẩy sạch tất cả ô nhiễm nơi tâm, trở thành A-la-hán, người hoàn toàn giác ngộ, chứng đạt tầng thánh cuối cùng. Hành giả khi hành thiền nên nuôi dưỡng ý định thực chứng được bốn tầng thánh, từ Tu Đà Hoàn đến Tư Đà Hàm, A-na-hàm và cuối cùng A-la-hán để thành đạt hạnh phúc tịnh, để thành đạt hạnh phúc tịch tỉnh, Santi Sukha. Thực hành thiền minh sát qua sự theo dõi liên tục vào đối tượng ngày qua ngày sẽ giúp chánh niệm mạnh dần, tăng trưởng khả năng chế ngự phiền não của tâm. Hành giả thực hành để tiếp tục phát triển những điều thiện lành cần được phát triển theo đúng ý nghĩa của sự đào luyện ý. Bhavana. Khi thành đạt tuệ minh sát, bắt đầu bằng sự phân biệt tâm và vật chất, giúp xóa bỏ tà kiến về bản ngã, tôi, ta. Hiểu được tương quan nhân quả của các hiện tượng, giúp xóa bỏ tà kiến về sự hiện hữu của một đấng tạo hóa thượng đế, hay cho rằng chẳng có nhân quả. Hành giả không còn tin vào những điều như vậy. Và khi thấy các pháp vô thường, nên không tin vào thường còn. Hiểu được khổ, nên không còn cho là vui sướng và hiểu được vô ngã, nên không còn tin vào bản ngã thường còn. Khi thấy sự sinh diệt của các pháp, hành giả từ bỏ thường kiến và đoạn kiến, cho đến khi đạt đến tuệ diệt, Bangga Jnana, tuệ giác thấy được sự diệt của các pháp. Hành giả kinh nghiệm sự diệt của đối tượng, quán sát và tâm ghi nhận đối tượng theo từng cặp đôi một cách mau lẹ. Khi đạt tuệ sát, tuệ minh sát cao hơn nữa, tuệ xả hành, tâm trở nên nhu nhuyễn, có khả năng chịu đựng những gì tốt xấu, hợp ý hay trái ý. Dù chưa thành đạt A-la-hán, nhưng tâm lúc này có sự an nhiên tự tại như tâm của vị A-la-hán. Tiếp tục tu tập cho đến khi thực chứng đạo quả A-la-hán sẽ viên mãn được sức mạnh an nhiên tự tại, quân bình, thường trực nơi tâm. Đây là kết quả của sự tu tập, phản ảnh đặc tính tốt đẹp ở chặng cuối. Khi tâm không được tu luyện, tâm rất non yếu,
thường bị chế ngự bởi sự tốt xấu của đối tượng. Với đối tượng ưa thích, tham phát sinh. Với đối tượng không ưa thích, sân hận phát sinh. Tâm luôn luôn bị phiền não chế ngự, trở nên mất thăng bằng, dễ nhạy cảm với các đối tượng ưa ghét. Khi thực hành thiền minh sát, tâm được chánh niệm bảo vệ, không bị phiền não chi phối. Tâm trở nên quân bình, thăng bằng. Trong đời sống phức tạp hàng ngày, con người va chạm, tiếp xúc với các đối tượng ưa ghét. Tâm hay phản ứng dưới hình thức vui buồn, yêu ghét, tạo nên sự căng thẳng, lo âu, khủng hoảng, có khi đưa đến quyên sinh. Tất cả cũng vì sự chế ngự của phiền não. Muốn thoát khỏi phiền não, phải thực hành thiền minh sát bằng cách giữ chánh niệm, ghi nhận kịp thời mọi hiện tượng làm cho phiền não suy yếu. Tâm được chánh niệm bảo vệ, trở nên khỏe mạnh, an tịnh, nên có khả năng chịu đựng mọi hoàn cảnh tốt xấu trong đời. Sự tu tập giúp phát triển trí tuệ, xóa bỏ vô minh. Tâm được phát triển, trở nên linh hoạt, lành mạnh, không còn tham ái sân hận, nhờ kết quả của sức mạnh chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong nhóm định học. Tâm con người vốn mang sẵn vô minh và tham ái từ các kiếp trước. Mặc dù thể xác con người tăng trưởng, nhưng tâm không bao giờ tăng trưởng. Tuổi có cao, nhưng tâm vẫn luôn non yếu, không chống chọi được phiền não. Giống như khi cây còn non, không đủ khả năng chịu đựng thời tiết nắng mưa. Đến khi đã lớn mạnh, cây có khả năng chịu đựng tốt hơn. Tâm khi được phát triển, trở nên trưởng thành, có khả năng chống lại phiền não, không còn bị đối tượng ưa ghét làm ảnh hưởng tâm. Do đó, nếu không tu luyện, tâm sẽ không bao giờ trưởng thành. Như vậy, bằng sự thực hành thiền minh sát viên mãn, tâm phát triển hoàn toàn, trở nên an nhiên tự tại. Đây là phẩm tính của bậc A-la-hán. Các ngài không còn bị lay động, ảnh hưởng trước tám pháp thế gian. Phẩm chất này biểu hiện của đặc tính tốt đẹp ở chặng cuối của giáo pháp. Khi đạt đến tuệ xả hành, tâm luôn quân bình không ưa ghét, tâm không bao giờ rời khỏi đề mục quán sát. Do chánh niệm luôn liên tục, dù có hướng về đề mục mang tính chất ái dục hay sân hận, tâm cũng không bị ảnh hưởng. Tâm chạy trở về với đề mục đang quán sát. Đây là hiệu ứng thu hồi của tâm, giống như hiệu ứng thu hồi của thanh boomerang. Khi được ném trúng mục tiêu, thanh boomerang tự động quay trở về tay người ném. Ở tuệ xả hành, chánh niệm luôn gắn chặt vào đối tượng một cách tuyệt diệu. Kinh điển diễn tả như sau: khi tâm vị tỳ khưu đã hoàn toàn xóa sạch ô nhiễm, không còn vui buồn đối với những gì nhìn thấy, vị này an trú trong sự quân bình nơi tâm với chánh niệm và tỉnh giác hoàn toàn. Thực hành thiền minh sát thành công sẽ phát triển được các tuệ giác. Sức mạnh của các tuệ giác tạm thời ngăn chặn được phiền não. Tạm thời vì chưa phải là vĩnh viễn. Hành giả đạt được sự quân bình an hạnh. Hành giả đạt được sự bình an hạnh phúc tạm thời, một loại hạnh phúc minh sát. Chỉ đến khi chứng nghiệm sự diệt tận của danh sắc, hành giả mới thành đạt loại hạnh phúc cuối cùng, loại hạnh phúc bình an cao tột. Đây là phẩm tính tốt đẹp ở chặng cuối của giáo pháp. Trước khi đạt đến giai đoạn kinh nghiệm sự diệt tận của danh sắc, hành giả kinh nghiệm được trạng thái lục căn xả thọ.
Hành giả thản nhiên nhìn sự diệt tận của các đối tượng qua lục căn. Tâm trở nên an nhiên trước thế gian pháp. Tâm trở nên an nhiên trước thế gian pháp. Cho đến khi thành tựu đạo quả A-la-hán mới thật sự có được lục căn xả thọ một cách vĩnh viễn. Một cách vĩnh viễn. Cho dù chưa đạt đến tầng thánh cuối cùng, thành đạt tầng thánh Tu Đà Hoàng cũng đủ bảo đảm không còn đọa vào bốn khổ cảnh. Đây cũng là phẩm chất tốt, đẹp ở chặng cuối của giáo pháp. Đây cũng là phẩm chất tốt đẹp ở chặng cuối của giáo pháp. Bắt đầu từ lúc nghe giáo pháp một cách chăm chú, phiền não bị chế ngự, tâm được thanh tịnh, bạn hiểu được phẩm tính tốt đẹp ở chặng đầu. Khi thật sự thực hành, hưởng được hạnh phúc giáo pháp, tức thời, bạn hiểu được phẩm tính tốt đẹp. Phẩm tính tốt đẹp ở chặng giữa. Khi thành tựu tầng thánh cuối cùng, kinh nghiệm hạnh phúc niết bàn, bạn hiểu được phẩm tính tốt đẹp ở chặng cuối. Và như vậy, qua sự thực hành tam học, giới, định, huệ, viên mãn, bạn thực sự hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của phẩm tính khéo tuyên giảng của giáo pháp.